7 vật dụng gia đình làm bạn tăng nguy cơ ung thư. Bạn có bao giờ tự hỏi rằng những vật dụng quen thuộc trong nhà mình có thể âm thầm đe dọa sức khỏe? Những thứ bạn sử dụng hàng ngày mà không hề nghi ngờ có thể chứa đựng các chất độc hại và gây ra những nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá 7 vật dụng gia đình tưởng chừng vô hại nhưng lại là những kẻ thù giấu mặt có thể gây hại cho cơ thể nếu bạn không sử dụng đúng cách. Hãy cùng tìm hiểu và chắc chắn rằng bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào có thể giúp bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những nguy cơ tiềm ẩn này. Và bạn sẽ không bao giờ nhìn những sản phẩm hàng ngày theo cách giống như trước đây nữa. 1. Nến thơm. Chúng ta thường nghĩ rằng nến thơm chỉ mang lại sự thư giãn và ấm áp, nhưng bạn có biết rằng những ngọn nến lung linh ấy có thể đang che giấu một số rủi ro nghiêm trọng. Hương thơm quyến rũ của chúng, mặc dù dễ chịu, lại chứa đựng những hóa chất không hề thân thiện với sức khỏe. Phần lớn nến thơm có thành phần như limonin và phthalates. Limonin, chất tạo nên mùi hương cam quýt phổ biến, xuất hiện trong nhiều sản phẩm có hương thơm, không chỉ riêng nến. Mặc dù limonin có vẻ vô hại, nhưng khi thả vào không khí, nó có thể chuyển hóa thành formaldehyde, một chất gây ung thư đã được xác nhận. Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế, việc tiếp xúc với formaldehyde có thể gây viêm nhiễm, độc tính cho gan, ung thư phổi, ung thư ngực và thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến phụ nữ mang thai và thai nhi. Không chỉ vậy, phthalates trong nến thơm giúp duy trì mùi hương lâu dài, nhưng lại là chất gây rối loạn nội tiết. Tiếp xúc nhiều với phthalates có thể dẫn đến mất cân bằng hormone, tăng nguy cơ ung thư gan và ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của thai nhi. Những hóa chất này còn liên quan đến các vấn đề như suy giảm phát triển não bộ và rối loạn hành vi ở trẻ em. Vì vậy, những ngọn nến thơm lung linh kia không chỉ mang lại sự dễ chịu như bạn nghĩ. Và không chỉ riêng nến, theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế, 91% sản phẩm gia dụng hàng ngày phát ra formaldehyde. Các chuyên gia khuyên bạn nên hạn chế đốt nến trong nhà, đặc biệt là trong phòng ngủ, vì nó có thể làm tăng mức carbon monoxide, gây chóng mặt, đau đầu và buồn nôn. Thay vì dựa vào nến để loại bỏ mùi hôi, hãy sử dụng hương liệu một cách có kiểm soát và thông gió cho nhà cửa thường xuyên bằng cách mở cửa sổ. Và đặc biệt, tránh để nến trong phòng ngủ của bạn. 2. Hóa đơn in nhiệt. Một vật dụng nhỏ gọn thường nằm trong ví hoặc túi xách của bạn. Hóa đơn in nhiệt tưởng chừng vô hại, nhưng thực tế lại chứa đựng những nguy cơ tiềm tàng đối với sức khỏe. Công nghệ in nhiệt trên loại giấy này không cần sử dụng mực. Thay vào đó, giấy được phủ một lớp hóa chất phản ứng với nhiệt để tạo ra chữ. Thường thì hóa chất này là BPA, bisphenol A, một chất gây rối loạn nội tiết đã được biết đến và có khả năng thẩm thấu qua da. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc lâu dài với BPA có thể làm suy giảm nghiêm trọng các hormone giới tính nam như testosterone, gây ra các vấn đề như rối loạn cương dương và giảm ham muốn tình dục ở nam giới. Ở phụ nữ, BPA có thể dẫn đến các vấn đề như dậy thì sớm và dị tật bẩm sinh. Bên cạnh đó, BPA còn có liên hệ với các bệnh nghiêm trọng khác như ung thư tử cung, ung thư vú, tiểu đường, béo phì và bệnh chàm. Điều đáng lưu ý là BPA thẩm thấu qua da dễ dàng hơn khi tiếp xúc với dầu, chẳng hạn như khi bạn vừa bôi kem dưỡng da. Vì vậy, nếu bạn vừa thoa kem và sau đó cầm hóa đơn, lượng BPA bạn hấp thụ có thể vượt mức an toàn gần 80 lần. Những phát hiện này cho thấy mức độ nguy hiểm tiềm ẩn của hóa đơn in nhiệt. Hãy tránh để hóa đơn trong ví hoặc túi xách. Nếu công việc của bạn yêu cầu phải xử lý hóa đơn thường xuyên, hãy cân nhắc việc sử dụng găng tay để bảo vệ sức khỏe của mình. 3. Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa. Những chiếc hộp nhựa đựng thực phẩm có vẻ như là một lựa chọn tiện lợi cho việc lưu trữ thức ăn thừa hay mang theo bữa ăn, nhưng sự an toàn của chúng không hề đơn giản như bạn tưởng. Ngay cả những loại nhựa được quảng cáo là không chứa BPA vẫn có thể tiết ra các hóa chất tương tự hormone estrogen. Một nghiên cứu của Hiệp hội Nội tiết đã chỉ ra rằng những hóa chất này có thể kích hoạt các gen liên quan đến sự phát triển của khối u ung thư vú khi tiếp xúc với các chất bảo quản thực phẩm phổ biến như propyl paraben. Những chất phụ gia độc hại như phthalates và bisphenol trong nhựa không chỉ nằm yên. Chúng có thể thâm nhập vào thực phẩm và đồ uống, đặc biệt là khi hộp nhựa được hầm nóng, làm tăng tốc độ giải phóng các hóa chất độc hại. Theo thời gian, việc hấp thụ các hóa chất này có thể tích tụ trong cơ thể và gây ra rối loạn chức năng hormone. Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên hạn chế sử dụng hộp đựng thực phẩm bằng nhựa. Hãy ưu tiên chọn các loại hộp thủy tinh hoặc thép không dị.
tránh đặt hộp nhựa vào lò vi sóng và tránh tiếp xúc với thực phẩm có nhiều chất béo hoặc có tính axit để hạn chế nguy cơ. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy nhấn nút thích, đăng ký kênh và bật thông báo để bạn có thể cập nhật thêm những thông tin mới nhất về sức khỏe nữa nhé. 4. Chất làm thơm không khí. Chất làm thơm không khí có thể mang lại mùi hương dễ chịu cho ngôi nhà của bạn, nhưng ít ai biết rằng chúng lại ẩn chứa những nguy hiểm tiềm tàng. Đa số các sản phẩm này chứa phthalates, những chất hóa học gây rối loạn nội tiết đã được đề cập trước đó khi nói về nến thơm. Các hạt phthalates không chỉ bay lơ lửng mà còn bám vào bụi, làm chúng tồn tại lâu dài trong không khí. Sử dụng chất làm thơm không khí thường xuyên có thể tăng mức độ phthalates trong nhà một cách đáng kể. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thường xuyên sử dụng chất làm thơm không khí và các sản phẩm làm sạch có mùi hương có nồng độ phthalates cao hơn trong cơ thể. Việc tiếp xúc quá nhiều với phthalates có thể dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, như rối loạn sinh sản, các vấn đề thần kinh và học tập ở trẻ nhỏ, hen suyễn, tiểu đường và thậm chí là ung thư vú. Vì vậy, thay vì sử dụng chất làm thơm không khí, hãy thử mở cửa sổ để đón gió và làm thoáng không gian sống một cách tự nhiên. Trồng cây cảnh như hoa lan, lô hội hay cây thường xuân cũng là một cách hiệu quả để làm sạch không khí mà không cần dùng đến hóa chất. Bên cạnh đó, hãy giữ nhà cửa sạch sẽ bằng cách hút bụi và lau dọn thường xuyên. Sử dụng những sản phẩm làm sạch tự nhiên như giấm và baking soda để loại bỏ mùi hôi ngay từ gốc. 5. Chảo chống dính. Đằng sau sự tiện lợi của chảo chống dính là một mối nguy tiềm ẩn mà ít ai để ý đến. Bề mặt chống dính của chảo, dù ban đầu trông như giải pháp hoàn hảo cho việc nấu nướng, nhưng theo thời gian, lớp phủ này có thể bị tróc và phát tán những hạt vi nhựa độc hại vào thức ăn. Đặc biệt, loại chất liệu này gọi là PFOA đã bị Tổ chức Y tế Thế giới liệt vào danh sách các chất có khả năng gây ung thư. Khi chảo chống dính bị đun quá nhiệt, lớp phủ sẽ phát ra các hạt cực nhỏ và bạn có thể vô tình ăn phải chúng. PFOA không chỉ dễ dàng xâm nhập vào cơ thể mà còn rất khó bị đào thải, tích tụ trong máu và cơ quan nội tạng suốt nhiều năm. Thực tế, chất này đã được tìm thấy trong máu của hầu hết người dân Mỹ qua các cuộc kiểm tra. Mức PFOA cao trong cơ thể đã được liên kết với việc gia tăng cholesterol, các rối loạn tuyến giáp và thậm chí là dậy thì muộn. Ở động vật thí nghiệm, PFOA còn dẫn đến dị tật bẩm sinh và ung thư. Để bảo vệ sức khỏe, đã đến lúc bạn nên xem xét việc thay thế những chiếc chảo chống dính cũ kỹ. Lựa chọn an toàn hơn là các loại chảo làm từ gốm hoặc thép không dĩ. Nếu vẫn sử dụng chảo chống dính, hãy nhớ tránh nấu ở nhiệt độ quá cao, không sử dụng dụng cụ kim loại làm xước bề mặt và hạn chế dùng miếng chà nhám mạnh khi vệ sinh. 6. Các chất tẩy rửa gia dụng. Hầu hết các sản phẩm tẩy rửa gia dụng hiện nay đều chứa các hóa chất độc hại như formaldehyde, ammoniac và thuốc tẩy clor, vốn được biết đến với khả năng gây ung thư. Khi bạn sử dụng chúng, những hóa chất này có thể bay hơi, tích tụ trong không khí và dễ dàng thâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp. Hơn thế nữa, các sản phẩm tẩy rửa còn tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng da, mắt và đường hô hấp, đặc biệt là ở trẻ em và người lớn tuổi. Để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, bạn nên cân nhắc chuyển sang các sản phẩm tẩy rửa thân thiện với môi trường, không chứa các thành phần hóa học độc hại. Ngoài ra, bạn có thể tự làm dung dịch tẩy rửa từ những nguyên liệu đơn giản, an toàn như giấm và baking soda. Những giải pháp tự nhiên này không chỉ giúp làm sạch hiệu quả mà còn giảm thiểu nguy cơ gây hại cho sức khỏe, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. 7. Xà phòng kháng khuẩn. Nếu bạn nghĩ rằng xà phòng kháng khuẩn là một lá chắn bảo vệ cho sức khỏe của mình, có lẽ bạn sẽ phải suy nghĩ lại. Ngược lại với niềm tin phổ biến, nghiên cứu đã chỉ ra rằng những sản phẩm này không những không tốt hơn, mà còn có thể mang lại nguy cơ cho sức khỏe của bạn. Triclosan, thành phần chính thường được tìm thấy trong xà phòng kháng khuẩn, đã bị phát hiện là có thể gây rối loạn hormone tuyến giáp, làm suy yếu hệ miễn dịch và thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn kháng kháng sinh. Điều này chưa dừng lại ở đó. Triclosan còn được xem như một chất gây rối loạn nội tiết nghiêm trọng. Đặc biệt, khi triclosan kết hợp với clo trong nước máy, nó có thể tạo ra khí chloroform, một chất độc hại có thể dẫn đến trầm cảm, tổn thương gan và thậm chí là ung thư. Vào năm 2016, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, FDA, đã cấm triclosan cùng với 18 hóa chất khác trong xà phòng vì các nhà sản xuất không thể chứng minh được sự an toàn và hiệu quả của chúng. Vì thế, khi mua xà phòng, hãy cẩn thận đọc kỹ thành phần và loại bỏ ngay những sản phẩm có chứa triclosan.
Thay vào đó, hãy chọn xà phòng thông thường kết hợp với nước sạch, vì đây vẫn là phương pháp hiệu quả nhất để loại bỏ vi khuẩn, miễn là bạn rửa tay đúng cách. Nếu bạn vẫn muốn thêm một chút bảo vệ, hãy tìm các sản phẩm chứa axit benzoic, một thành phần đã được chứng minh là an toàn hơn. Cuộc sống bận rộn khiến chúng ta dễ dàng bỏ qua những mối nguy hiểm ẩn mình trong chính ngôi nhà của mình. Tuy nhiên, với một chút kiến thức và sự chú ý, bạn có thể giảm thiểu đáng kể những rủi ro này. Hãy nhớ rằng, việc bảo vệ sức khỏe không chỉ là việc tránh xa những thói quen xấu, mà còn là việc hiểu rõ và kiểm soát môi trường xung quanh mình. Những vật dụng hàng ngày tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể mang đến những hậu quả nghiêm trọng nếu không được sử dụng đúng cách. Video này không chỉ là một lời chia sẻ mà còn là một lời kêu gọi hành động. Hy vọng nó sẽ khuyến khích bạn thực hiện những thay đổi tích cực và có môi trường sống tốt hơn. Hãy bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất trong ngôi nhà của bạn để biến nó thành một nơi an toàn hơn, lành mạnh hơn cho bạn và những người thân yêu. Chia sẻ cho mọi người cùng biết trong phần bình luận sản phẩm hàng ngày khiến bạn lo lắng nhất trong danh sách này hoặc sản phẩm nào khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem hết video hôm nay, để lại một lượt thích và cảm nhận của bạn, để video được nhiều người biết đến hơn. Và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm các video thông tin sức khỏe hữu ích nữa nhé. Như mọi khi, ưng chúc bạn sống khỏe, sống thọ, sự giàu có và hạnh phúc tuyệt vời.